Em toàn bị người nhạc bản quyền thôi. Ê, chị nhìn thấy em lên đơn này à? Ngập cái chỗ này đây à? Này, mà chị ngồi cả ngày, nhìn chưa? Đây toàn ba cái một thôi. Đây là một đống này của nó, mà còn Hồng Trúc, Thú Quyên em chưa lên đâu. À, Hồng Trúc Quyên luôn à? Ôi trời, đã bảo là tuần nào cũng có đơn mà khổ nó. Khổ em, nó bảo khách VIP nhà em mà. À. Vâng ạ, à, xin chào ạ. Tưởng cái bút nó nhất là vú xong cứ đi. Đâu, đây đây. Chị tưởng bút nhất là vú xong cứ đi tìm. Nhưng mà đây là... Bây giờ cứ mặc phủ áo vào đòi bán không được, các ai người ta mua rồi chị. Cùng lại đông. Này chị nhìn, em đâu ở hàng mới về em gì ta. Chạy là lái hết cho cùng mày. Ôi, cứ ngồi này thôi. Thôi đứng đái này một lúc. Chị nghe em dẫn chị vào cái con đường này. Mai Facebook phải hoành tráng mà, nhưng mà đầu tư điện thoại nữa đi. Em coi ngực ra. Em cởi áo ngực ra, anh ngắm vú bự của em đi nè. Thằng nào đấy? Lại 37 người xem một. Thằng cái gì Lê kia? Lại 37 người xem một tí nên 37 người. Bảo nó ngắm không? Chào mọi người nhá. Mọi người hãy xem live stream của em ngay nhá. Sáu người trời vừa mở phát 6 người coi. Má hot hơn cả. Vâng ạ, à, em chào mọi người ạ. À, vừa nhắm mắt mắt mở vừa bật lại không nhỉ? Ừ. Kéo được một giây. Vâng ạ, một phút nhỉ. Đấy. Chị để em dẫn chị vào con đường này. Tội lỗi à? Cơm lẩu Thịnh Hưng. Vâng ạ, ok ạ. Em chào mọi người ạ. Mọi người xem livestream giúp em với đêm muộn này, em like rất là mệt ạ. Cho đông người vào xem cho nó vui các anh chị ơi. Cho mọi người đông vui vào xem cho nó có động lực đỡ bị buồn ngủ ạ. Em like đêm này em hay buồn ngủ lắm ạ. Phan Khánh ơi, mai em sẽ like quần áo nhá. Hôm nay em không có người trợ giúp ạ. Đó, không có người trợ giúp nên khổ lắm ạ. Thằng kia chị nó cứ phun mưa là mưa, chị đã nói rồi. Ừ. Thằng đấy cứ phun. Đấy, mưa chết cha ơi. Đấy, ờ. Vâng ạ. À, khổ thế nhỉ. Mưa to lắm, sống to lắm. Ai Vi Phương. Chị ra ngắm trời em ấy. Thằng này là chị phun là phun là trời. Phun là chính à? Sắp mưa à? Sống chết đấy. Chết rồi. Mọi người ơi. Vâng ạ. À, ai vào mua hàng giúp em đi ạ. Vâng ạ, à, ai mua hàng thì comment giúp em nhá. Cứ suốt ngày cỏi cái lỗi gì. Đó, mọi người ơi, chia sẻ dùm livestream giùm em nhá. Quần què, thằng nào muốn cỏi ra tao cỏi cho, cỏi quần què mẹ ba. Cái chị đằng sau chị đang bảo là cỏi để chị cỏi cho. Còn cái đứa đằng trước chỉ được cỏi áo thôi, đứa đằng sau cỏi quần nhá. Muốn xem cỏi áo thì con trên cỏi áo, muốn xem cỏi quần con trên cỏi dưới cỏi quần. Sẽ có riêng một người cởi quần và chuyên cởi áo. Một đứa chuyên cởi áo, khổ. Hồng Trúc Tú Quyên này, bây giờ em chốt đơn gì, bây giờ chị chốt đơn cho em nhá. Bây giờ em lấy những cái gì để chị chốt cho em nào, bây giờ đang rảnh lắm ạ. Vừa bản quyền ấy nó cứ phải phát lại thôi. Hồng Trúc Tú Quyên bữa nào về Quảng Ninh chơi. Ờ đúng rồi, hôm nào chị đưa em đi. Cứ mỗi ngày mua chục đơn chị book vé cho Hồng Trúc Tú Quyên về đây chơi luôn. Đúng rồi. Coi đi. À cởi đi cái gì? Cởi đi cái gì? Bà mẹ cái thằng đeo kính này. Cái thằng này ngày nào chị thấy nó vào này. Cái thằng mà đeo kính đen mà trông mặt hãm hãm này. Trông mặt hãm. Hồng Trúc Tú Quyên ơi, em chốt cái gì thì chốt đi. Bây giờ chị đang rảnh này. Vừa vào xong 450 người xem. Ông Trúc Tú Quyên ơi, em bây giờ
em thích cái gì thì em cho chị đi. Nó vừa nó comment cái gì em còn chẳng kịp để ý, em chẳng kịp. Mày cứ bán hàng đi, còn đọc ngoài để chị đọc, chị chửi chết mẹ đi. Thôi đừng cả. À không chửi hả? Thôi không, hả? Không chửi nó chẳng thế thôi nhá. Không, không được chửi, chẳng lẽ bước trên báo xam rồi mà. Không chửi, không chửi, không chửi. Ai chửi mình yêu lắm, mình không chửi đâu. À, cái anh gì đeo kính này đẹp trai ơi, xe livestream giúp em nào. Điều khiển rồi đấy. Xe livestream giúp em nào. Hôm qua em có hai cái đầm rồi nè, đúng không? Đúng rồi. Ok, hai cái đầm. Hai cái đầm chị bỏ riêng. Hai cái đầm đấy nó 1 triệu nhé. Hôm qua là bao nhiêu triệu mấy chị quên mẹ rồi. Thì đang bảo 1.50 triệu nhưng bảo cái kia cũng vẫn thành 500 rồi. Hai cái đầm nhá. Đâu, một cái bớt rồi mà. Một cái bớt rồi mà. Vâng ạ, chặn tôi không chửi ạ. À, nhà em ơi, chốt áo dùm chị đi. Em ơi. Ok nhá. Để mấy bạn đã chia sẻ bài cho mình. Hôm qua em lấy hai cái đầm rồi, bây giờ lấy mấy cái áo nào. Cái áo như chị bảo em ấy, cái này này, cái này nó xinh rồi, cái này xinh lạ này, đó, cái này rất là đẹp, nó rất là đạt được nhiều tiêu chí, nên là chị thích em lấy cái này. 34 đây em ơi, 34 đan dây đây, 34 có, 32 cũng có. Cái hồng này em mặc 34 giúp chị nhé, 34 đẹp. Đừng lấy 32 ạ. Có thấy Hồng Trúc Tú Quyên ơi, chị đang kêu em chốt đơn đó. Chị đang kêu em chốt đơn. Em lấy cái 34 này nhá. 134 nè. Phải chi ai lên Facebook cũng giống như Hồng Trúc Tú Quyên. Đó. Hồng Trúc Tú Quyên ơi, em lấy cái đan dây này màu này nhá. Có cả 34 màu này dạ, màu có màu khác nữa. 134 là gì? 34, 1 chiếc 34. 134 đan dây. À size 34 hả? Ừ. 134 đan dây. Có đen không chị kìa? Ừ, 34 hình như là có đen em ạ. Xem đúng chị có. Ừ, chị xem có. Chị đổi nhé em. 34, 34 có đấy. 34 có em nhé. Ờ. Đan dây 34 đen. Có màu xanh em ơi. Có màu xanh thôi, không có màu đen à. Màu xanh ở đây có rồi, không còn ở đấy chị ạ. Màu tím thì có rồi nhưng mà màu đen cơ. Hồng Trúc Tú Quyên này có chốt cái bà ra này không? Hồng Trúc Tú Quyên này có chốt bà ra này không? Vâng ạ, à, chào Thảo Nguyễn ạ. Em lấy một đan dây 34 nha, ok. Em có lấy cái này nữa không? Có lấy cái đen này không? Có lấy đen này, lấy ra cái này không là hết size đâu. Đời cô độc ơi, chuyển khoản cho chị nhá. Chuyển khoản cho chị sẽ free ship cho em nhá. Em lấy bao nhiêu cái? 150k một cái nhá. Ờ. Cho em mấy cái màu hồng. Đó. Mọi người ơi, chờ hay là chờ em 15 phút nhá. Hả? Mọi người có mua hàng tiếp không thì là chờ em 15 phút nữa em về sẽ like nhá. Trời ở đây ấy nó sắp mưa luôn ấy. Ở đây nó sắp mưa rồi nên là em. Ok. Nâng nhiều màu da hả? Màu da có 34 ấy. Mưa rồi các bạn ơi. Mẹ dễ phải ngủ ở đây thì bỏ 3. Có 34 đây em ơi. 36 như đâu phải là 34. 34 đây rồi em ơi. 34 đây rồi. Bắt đầu mưa. Chết rồi. Chạy về chứ. Trời cún à. Ừ. Ừ
đúng rồi. Em còn dọn đống này sang giải phân to rồi. Thế thôi, tí nữa chờ cuốn về khóa cửa. 34 ạ. Hồng Trúc Tú Quyên nhá, 2 chiếc nhá. Ở đây bắt đầu đang mưa to mọi người ạ. Đang mưa to nên mát lắm luôn ạ. Để cho cái xe nó vui vào chút nhá. Chờ em một xíu nha, em đẩy cái xe vào cho nó đỡ bị mưa nhá. Màu đấy dễ mặc mà chị, nếu mà có đen thì chị để cho em đen, không thì em lấy màu đen này nhá. Cái 34 đen này thì lại rất nhiều, cái 34 đợt này đen này lại rất nhiều, cái hàng thời trang này nó lại chưa vào. Được rồi, chị sẽ bổ sung, chị gửi cho em được chưa, chị bắt em gửi bổ sung cho chị. Chị sẽ bắt gửi bổ sung cho chị. Được rồi, chị sẽ có cho em nhá. Chị sẽ có cho em. Đó. Cái đen này rất nhiều là cái đan dây đấy thì người ta lại thích màu sắc hơn là màu đen đó, thích màu sắc hơn là màu đen. Cái đó màu hồng không có màu đen. Ai đang xem kênh live stream giúp em nhá. Em bán đêm muộn này, trời mưa khổ thân em lắm. Đó, một chiếc áo như thế này ạ. Một chiếc áo như thế này nhé, em lên bra màu trắng nhá. Mọi người thấy trời mưa em lên màu trắng có được không ạ? Em lên màu trắng có được không ạ? Hay màu da đi nhỉ? Thay đổi không khí một tí cho nó mát. Tận XL các em không mặc có vừa. Em lên hàng này nhá. Em lên bờ da này rất là đẹp ạ, bờ da. Không đi ngủ đi. Em lên cái màu này nhá.
này rất là đẹp nhá. Chào Phạm Hương nhá. Chào mọi người ạ. Em đang lên cái bra như thế này ạ. 150k nhá. Đó, em sẽ để đánh giá vào đây đó. 150k nhá. Đồng giá 150k nhá. Đó. Đồng giá 150k nhá. Em lên hôm nay toàn là 150k hết à. Hàng này nhá, em đang mặc ạ, hàng bra luôn ạ. Chị nào mà đang có con á, chị nào nào đang bầu bí này, đang có con, đang nuôi con ấy, thì lên chọn cái hàng này nhá. Nó vừa là chút xíu nâng ngực này. Đó, mà nó tạo form này, vạch ra cho con ti cũng rất là dễ dàng nhá. Đó. Có xịp lưới lam không? Chị không có xịp lưới lam nhá, vừa ấy chị không nhìn thấy em đâu. Chị không kinh ai cả, ai vào đây chị cũng rất là quý luôn. Ai ghét chị nhưng mà chị chỉ có yêu lại thôi nhá, chị không có ghét theo người ta đâu. Làm cái tâm của mình nhá, nó không có yên. Đó. Em ơi, cái áo như chị đang mặc này nhá. Mọi người ơi, em lên áo bra hàng 2 giây ạ, rất là xinh ạ, có đủ màu ạ. Màu da này, màu hồng này, màu xanh này, nhiều màu lắm. Thì là có 150k thôi, hàng nâng ngực thay áo ngực luôn ạ. Có lót mút ngực nhá. Các chị ơi, có lót mút ngực đây ạ. Có lót mút ngực này nhá. Có lót mút ngực này ạ. Đó, hàng rất là chuẩn chị luôn nhá. Có lót mút ngực, nâng ngực luôn. Nâng ngực luôn, nó vét được cái bên rìa này nè. Rất là thích ạ. Rất là thích luôn ạ. Hàng này rất là thích nhá. Đằng sau đây ạ, đằng sau nó như thế này ạ. Đó, là nó rất là ôm cái thịt ở lách luôn nhá. Chị nào mà đang nuôi con này, rồi là mình có thể kết hợp quần short này, áo hai dây này, mọi thứ là nó ok lắm. Thật sự là hàng này nó rất là thần thánh ạ. Thật sự cái áo này em mặc nó thấy thần thánh lắm ạ. Rất là đẹp, mỹ mãn luôn ạ. Chưa bao giờ là em mặc cái áo nào em cảm thấy nó đã đẹp như thế này, thật sự. Mặc cái áo này em cảm thấy người em nó đầy đặn hơn mà trông nó có eo hơn á. Cái ngực của em nó sệ lắm nhưng mà mặc cái áo này vào nó rất là đẹp ạ. Đó, giống như là cái bộ ngực mà mình đi làm á, đẹp lắm. Thật sự đẹp. Chưa bao giờ em mặc cái áo nào mà em cảm thấy mà mình đẹp như thế này nhá. Các chị lưu ý chốt cái mã này giúp em nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Vâng ạ, chị Ngọc Hân ơi, em cũng muốn nhanh cho chị lắm ấy, nhưng mà có thể là do lắng lóng ấy, người ta không phát kịp đâu. Em chuyển bên Viettel mà, Viettel là cái đơn vị mà người ta chuyển hàng rất là nhanh ấy, mà còn bị chậm chắc là do nắng nóng quá, shipper đi không có kịp đâu. Họ cũng tránh nắng tránh nóng hay sao á. Em thấy cái đơn hàng này đợt này ấy, ở đâu em cũng kêu. Thật sự đợt này ở đâu cũng kêu luôn. Em chả biết giải thích sao nữa. Dạ em ở Quảng Ninh ạ. Em ở Quảng Ninh ạ. Em ở Quảng Ninh nhá. Em ở Quảng Ninh ạ. Em ở Quảng Ninh đó. Quần trai ầm sang tuần về em ạ. Quần trai ầm tầm giữa tuần sẽ về nhá. Mọi người ơi, chuẩn bị em có hàng trai ầm Slogi nhá. Hàng chính hãng về nhá. Hàng đấy là sản xuất cho thị trường Ả Rập ạ. Hàng đó là sản xuất cho thị trường Ả Rập nhá. Ả Rập hay cái nước gì đó. Đấy. Là họ về. Họ về là Việt Nam mình chính hãng sản xuất cho nhá. Hàng Slogi của trai ầm ạ. Hàng cô tông ạ. Mặc rất là thích ạ. Mọi người có comment xem cái gì không ạ, giúp em ấy ạ.
có hàng siêu lưng đẩy này. Siêu lưng đẩy màu da luôn ạ. Siêu lưng đẩy màu da luôn ạ. Siêu lưng đẩy màu da. Chỉ có áo thôi. À chỉ có quần thôi, không có áo. Chỉ có quần thôi, không có áo đâu. Chỉ có Thường ơi, hàng này đẹp lắm mà không lấy à, chưa lấy à, quyết định lấy cái nào đi. Mọi người, người ta lấy hết trơn rồi đó. Cái mẫu này cũng đẹp này Thường ơi. Cái mẫu cài trước này đẹp lắm. Đúng ý bà nhá. Cài trước này đẹp chưa? Cài trước này đẹp chưa? Cái trước này đẹp chưa? Cái trước này bà mặc cái này cho tôi đẹp lắm, lưng đẹp luôn. Nó khoét sâu sâu đúng đây này, nó làm cái bầu ngực rất là đẹp. Thương ạ, cái này mặc đẹp lắm, thật sự là quá đẹp ấy. Có size của bà ấy, có lấy thì tôi để cho nhá. Đẹp lắm ạ. Cái áo em đang mặc này 150k như hàng bra, thay áo ngực luôn nhá. Có rất nhiều màu ạ. Có rất nhiều màu luôn ạ. Ai thích kín đáo thì vô hàng này nhá. Cái này mặc đẹp lắm luôn á. Muốn lấy váy bờ ra tàn nữa thôi. Có màu da nhá Hải Hậu ơi. Cái trước này có màu da nhá, có màu vàng da. Màu da là siêu lưng đẩy này. Và màu vàng da kia nữa. Màu này nữa nhá. Màu vàng da đó. Màu này là màu vàng da nhá. Nó chỉ có màu này thôi ạ. Hàng không viền á hả? Hàng không viền không ôm đâu. À, Nguyễn Thường ơi, hàng không viền không ôm đâu nhá. Hàng đó không ôm đâu. Có cái này nữa này, cái này cũng xinh à. Cái không viền không đẹp. Không gọng nhá, hàng này Hải Hậu ơi, hàng này không gọng nhá bạn ơi. Bạn ơi, hàng này tất cả là hàng nhà mình lên hôm nay là đều hàng không gọng hết. Hàng không gọng nhưng mà nó còn ôm hơn cả có gọng ạ. Nó nâng đỡ rất là tuyệt vời ạ. Nó nâng đỡ rất là tuyệt vời luôn nhá. Hàng không gọng nhưng nâng đỡ tuyệt vời ạ. Có màu xanh nữa nhá, nó về 4 màu ạ. Màu 4 màu luôn ạ. Cái hàng này về 4 màu luôn nhá. Bốn màu luôn ạ. Rất là đẹp nhá, về 4 màu ạ. Từ nãy giờ chốt mấy chục đơn rồi đó. Hàng này nâng vừa nhá. Hàng này hàng nâng vừa. Hàng nâng vừa như khoe quả. Em ơi, chỉ có quần thôi, không có áo đâu. Hàng Trúc Tú Quyên ạ. Chỉ có quần thôi, không có áo. Hồng Trúc Tú Quyên ơi. Chai ấm nó đắt mà. Chai ấm nó đắt. Nó đắt em ạ. Khiếp giờ này vẫn ngồi đâu, ở đâu live stream? Cháu ngồi ở shop ạ. Cháu ngồi ở shop ạ. Điệp Đinh, ok. Đang ngồi ở shop ạ. Ở cạnh Quyên Trần nhá. Shop ở cạnh Quyên Trần nhá. Đó. Shop cạnh Quyên Trần nhá.
rất đẹp nhá. À đấy, 34 mai cháu phải gửi cho cái gì nhở, cái con nhâm vịt đấy, nó hai cái áo, không có nó chửi cháu chết, cho nó hai cái màu đen. Cho nó hai cái màu đen nó chửi chết. Cháu phải gửi cho nó hai cái màu đen mới được. Ai lấy cái màu này thì con mừng giúp em nhé. Trời đang mưa rồi. Phạm Tuấn ơi, chị chặn em nhé. Chị chặn em nhé Phạm Tuấn nhé. Em thích ngồi xem hay là thích bị chặn đó? Cái đỏ này đợt này về nhiều nè. Cái này đợt này về nhiều đỏ nè. Vâng ạ. Cháu dạo này mở shop thôi mà. Mở shop ở ngoài này rồi mà nó không thấy qua. Nó tiện nó đi qua đây thì tốt. Đó, cái này là rất đẹp nè. Cháu về đợt này, cháu về cái này này đẹp lắm nè. Cái dây này nó bị rối sao nhỉ? Đẹp lắm mọi người ạ. Cái dây này, dây đan này đẹp lắm. Dây đan này quá đẹp luôn ạ. Cái hàng dây này rất đẹp ạ. Đó. Nói chung là mọi người comment hàng mình cần mua đi nhá. Rồi em cũng nghỉ mà, giờ mưa này mệt lắm. Nghỉ sớm để mai lấy, sáng mai lấy sức like sớm ạ. Mai em sẽ like thêm quần áo cho mọi người nhá. Mai like đầm Mỹ nhá. Mai em sẽ like thêm đầm Mỹ nhá. Đầm Mỹ về rất nhiều đằng sau kìa. Và đầm Mỹ vào giày dép nhá. Giày dép như thế này ạ. Tory ạ. Hàng này rất đẹp nhá. Hàng này đang sale hàng cho 250 ạ. Hàng này em đang sale 250 nhá. Rất đẹp luôn. Tory ạ. 250 ạ. Có chun đằng sau này nhá. 250 đó. Màu đỏ này. Tory ạ. Màu đỏ nữa nhá. Ai xem thì comment giúp em nào. Mọi người ơi, vào chốt đơn giùm em cái nào. Chốt đơn giùm em cái nào. Hôm nay nhá, em còn thấy một anh nhá. Anh ấy bán quần lót mà anh tự tin lắm ấy. Hôm nay mọi người có xem cái live stream đấy không ạ? Hôm nay mọi người có thấy một anh bán quần lót không ạ? Một anh bán quần lót mà anh ấy live stream anh bán quần lót. Nói chung là ok lắm ạ. Mọi người thấy sao ạ? Quần lót phụ nữ ấy, không phải quần lót đàn ông đâu. Mọi người thấy sao ạ? Em thấy là rất là ok ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời ạ. Có phải không ạ? Chào chị Đình Thị Kim Anh nhá. Chị đã chốt được hàng chưa nhở? Em xem cái đơn của chị nào. Chị Đình Thị Kim Anh đâu nhở? Đây là đơn này, đơn của Vân Anh rồi.
Chị ơi, chị Định Thị Kim Anh chị lấy gì nhỉ? Chị Định Thị Kim Anh chị lấy gì nhỉ? Có phải hai cái áo này không nhỉ? Hai cái 38 này không nhỉ? Ôi này, chốt được một đống rồi này chị này. Đây này, hết cái đống này. Đã đi chưa? Này, chưa hết cái pin. Này, em nhìn chị này xong, cái đấy chị giống cái hà dưới này lắm nhé. Cái hà dưới này này. Cái hà nó ở dưới mạch đây. Xong rồi nó cũng đeo kính như chị nhá. Cuộc sống như thầy cùng bố. Hai bà này đi đâu kia. Hà nó ở dưới kia kìa. Hà dưới thằng Bạch. Anh chị dáng nó đẹp lắm. Tây tây anh chị. Sao có đụng cửa. Có sợ ông chị chốt cửa không? Không. Em sợ cái gì? Em tha bắt ma thôi. Em bao nhiêu năm làm ngoài đường ấy chị? Bao nhiêu năm em làm ở ngoài đường ấy? Chị Định Thi Kim Anh có phải vẫn 18 người này ít đâu, lúc trước là 40 người. Nhiều không quan trọng, mà quan trọng là người ta người chất lượng đấy. Hôm nay toàn những người mua thôi, đâu cũng phải có hồng điên điên. Hồng điên điên đấy, có phải là hôm nào cũng điên đâu mà tùy hôm mới điên đây nhỉ. Vâng ạ, em chào mọi người nhá. Màu đen à? Màu đen, màu đen. Màu đen lấy luôn của cái bà kia đi. Không để cho bà kia nữa. Đâu, cái đấy khác hả? Cái đấy là như thế. Đấy, đen em đưa cho chị ấy. Ừ, như thế mà to đấy. Có thích XL nữa không thì em lấy XL. Người mẹ chỉ mặc L thôi. Mặc cái này nó hơi giãn mà. Đi tắm lên nhá. Ừ, đi tắm đi. Sao giờ này vẫn còn chưa tắm chứ đi ngủ. Hết hơi, em về em ngủ từ khi nào? Mọi người ơi, chia sẻ giùm em với ạ. Mọi người ơi, bê bài sang nhóm giùm em với. Mọi người ơi, chia sẻ sang các nhóm hộ giúp em với ạ. Chứ không đêm này 10 người xem này em buồn ngủ lắm ạ. Cái này rất là đẹp mà. Cái này rất là đẹp ạ. Mọi người ơi, chia sẻ livestream giùm em đi. Cho em vào các hội nhóm đi để em lấy đơn nào. Em có động lực em like tiếp nào. Hàng mới về bao giờ em cũng like rất lâu. Mọi người mà chia sẻ cho em á. Chia sẻ cho em đi thì em sẽ nhanh lấy hàng nào. Nhanh lấy hàng, nhanh đi đánh hàng, lấy hàng về và sẽ lại tiếp tục ngồi like cho mọi người nhá. Đó, nên là mọi người phải lại phải chia sẻ dùm lên, chia sẻ dùm em lên thì em mới có cơ hội để like, like nhiều, phát sóng nhiều thì mọi người mới xem được. Đó. Chào mọi người nhá. Đó. Mọi người ơi, comment giúp em nhá. Mọi người ơi, comment giúp em với.
Vâng ạ. Coi chứ, vâng ạ. Mọi người ơi, chia sẻ live stream dùm em với. Vì là em lên áo ngực mà. Em lên áo ngực nhá. Ngoài trời chỗ em ấy đang mưa rất là nhiều ạ. Đang là mưa. Mưa rất là mát luôn nhá. Ngoài trời đang mưa lắm ạ. Mọi người có bị mưa không ạ? Mọi người có bị mưa không ạ? Ở ngoài trời chỗ em đang mưa sấm chớp và mầm luôn. 11 giờ điên, một điên mà cỏi nữa à. Cỏi đã xe live stream cho mà cỏi có 12 người, cỏi làm gì vậy rồi. 12 giờ đêm không cỏi đâu. Lấy đi Hồng Trúc Tú Quyên ơi, em cứ lấy đi. Em cứ lấy đi nhá. Em cứ lấy đi Hồng Trúc Tú Quyên ơi. Mọi người ơi, có thích xăm môi đẹp như em không? Môi em xăm nào. Môi nên là đủ ánh sáng thì trông nó sẽ hồng như này. Còn khi là em không đánh son á, không là khi đánh son á nó không hồng như này đâu nhá. Đó. Em không đánh son tí nào. Môi em môi xăm nhá. Nên là mọi người nhìn thấy cái môi của em rất là thật nhá, em không có đánh son bao giờ đâu. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Đẹp là nhờ áo thôi. Đẹp là nhờ áo thôi ạ. Đẹp là nhờ áo thôi ạ. Đẹp là nhờ áo ạ. Đẹp là nhờ áo thôi ạ. Mọi người không xem em không chốt đơn cho em thì em nghỉ đây. Em nghỉ đây. Có mà đang bán áo vừa ra đây, áo này là 150k. Hàng này là 150k. 150k đó. 150k đó. Thôi chào mọi người nhé, em nghỉ đây, sáng mai em lại tiếp tục nhá. Mai mọi người nào hóng live stream của em nhá, mai em lại thay quần đồ nữa. Mai lại thay đồ tiếp, mai em sẽ lên đầm Mỹ tiếp nhá. Đầm Mỹ và giày dép nhá. À mọi người, cho ý kiến đi ạ, sáng mai em lại tiếp tục lên nhá. Em nghỉ để mai live sớm nhá.
em nghỉ để mai like sớm nhé mọi người, cho ý kiến ạ. Mọi người ơi lại cho em ý kiến nhé. Mọi người áo ngực nhá. Lại đông thế kia, vào thế kia thì làm sao mà thoát ra được. Mọi người xem live stream hay sao ấy. Mọi người xem live stream hay sao đó. Lại mọi người lại vào đông thế kia. Mọi người xem live stream à? Sao lại vào đông đấy nhở? Em lên áo ngực nhá. Một em như này ạ. Một em như này ạ. Một em như này nhá, 150k nhá. Hàng nâng ngực vừa nhá, nâng ngực vừa rất là đẹp ạ. Đằng sau đan dây như này ạ. Đằng sau đan dây như này ạ. Đó. Cái đằng sau đan đan dây ạ. Đan dây rất là đẹp ạ. Đan dây rất là đẹp nhá. Đan dây rất là đẹp ạ. Chào mọi người nhá, mai hóng live stream của em nhá. Mai em sẽ live buổi sáng nhá. Mai em sẽ live buổi sáng nhá cho mọi người nhá. Mai nhá, chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Mai nhá. Mai mọi người hóng live stream của em nhá. Chim của em nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá, mai em tiếp tục live stream nhá. Chào mọi người nhá. Mọi người chia sẻ giùm em đi nhá.